hơn 200 xe quân sự Trung Quốc cập bến Campuchia phục vụ dưới quyền con trai ông Hun Sen. Ông Thay Rethi, phó tổng giám đốc tập đoàn quản lý cảng biển Sihanouk Autonomous Post ngày 11 tháng 6 cho biết lô xe tải quân sự đã cập bến trên chuyến hàng trước đó một ngày. Ông xác nhận các quan chức của cảng đã chuyển phương tiện từ tàu xuống. Ông Rethi nói với Khmer Times, có hơn 200 xe tải quân sự tới đây từ trưa ngày hôm qua tức ngày 10 tháng 6. Một số xe tải đã rời cảng và một số vẫn ở đây. Thiếu tướng Mao Phan La, phát ngôn viên quân đội Hoàng gia Campuchia nói rằng lô xe tải là một phần trong chương trình viện trợ khổng lồ của Trung Quốc đối với nước này. Ông cho hay các xe tải quân sự được viện trợ sẽ giúp tăng khả năng chuyên trở binh lính. Ông nói đây là một phần trong chương trình ủng hộ của Trung Quốc cho Campuchia từ năm ngoái. Lô xe tải đáng ra đã được gửi tới từ lâu nhưng bị cản trở bởi dịch COVID-19 nên hiện nay mới tới. Tướng Phan La cho biết sẽ được đưa vào phục vụ cho lục quân hoàng gia Campuchia, lực lượng do trung tướng Hun Manet chỉ huy. Ông Manet là con trai cả của thủ tướng Hun Sen, hiện cũng đang nắm chức vụ phó tổng tư lệnh và các lực lượng vũ trang hoàng gia Campuchia. Ông Phala nói thêm: "Chúng tôi sẽ chia sẻ các phương tiện với những đơn vị khác để chuyên trở binh sĩ và cả thường dân trong bất kỳ sự kiện nào." Trong chuyến công du Bắc Kinh tháng 4 năm 2019, Thủ tướng Campuchia Hun Sen đã có các cuộc gặp song phương với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, Thủ tướng Lý Khắc Cường và Ủy viên Ban Thường vụ Bộ Chính trị Trung Quốc Vương Hỗ Ninh. Tại cuộc trao đổi, ông Tập đồng ý cung cấp 90 triệu đô la Mỹ viện trợ để củng cố nền quốc phòng Campuchia. Lãnh đạo Trung Quốc cũng nhận xét Campuchia là người bạn trung thành của nước này. Đến tháng 7, ông Hun Sen thông báo mua 1 triệu đô la Mỹ vũ khí và thiết bị của Trung Quốc nhằm hiện đại hóa quân đội. Ông cho biết Phnom Penh đã chi ra khoảng 290 triệu đô la Mỹ của các năm để nhập vũ trang từ Trung Quốc. Campuchia đã phát triển liên hệ chặt chẽ với Trung Quốc trong chính trị, đối ngoại, kinh tế và hợp tác quân sự, theo Khmer Times. Tờ này chỉ ra đây là lần đầu tiên Trung Quốc tặng phương tiện quân sự cho Campuchia. Trước cuộc tập trận chung song phương năm 2018, Bộ trưởng Quốc phòng Campuchia Ti xác nhận Bắc Kinh sẽ cung cấp hàng chục xe tăng và phương tiện bọc thép cho Campuchia trong nỗ lực tăng cường quan hệ giữa quân đội hai nước dù đã đình chỉ các hợp đồng tập trận với Mỹ từ năm 2017 và diễn tập chống khủng bố với Úc, Campuchia hiện vẫn duy trì tập trận thường niên rồng vàng với Trung Quốc, trong đó nhiều khí tài hạng nặng như xe tăng, xe bọc thép, trực thăng tấn công được sử dụng. Sau giai đoạn đại dịch Covid-19 hoành hành những tháng vừa qua, Campuchia và Trung Quốc đã tổ chức tập trận chung với sự tham gia của hơn 3.000 binh sĩ từ đôi bên. Đại sứ Trung Quốc Wang Wentian nhấn mạnh, Campuchia là nước đầu tiên và duy nhất mà Trung Quốc tổ chức tập trận chung trong giai đoạn dịch Covid-19. Ông Fear Tổng Giám đốc Học viện Quan hệ Quốc tế thuộc Học viện Hoàng gia Campuchia ngày 11 tháng 6 đánh giá, Trung Quốc đang cố gắng gây dựng quan hệ quân sự gần gũi hơn với Campuchia. Ông nói Trung Quốc đang cung cấp viện trợ không hoàn lại cho Campuchia trong huấn luyện, khí tài quân sự, nơi trú ẩn, y tế, kỹ thuật, trường quân sự và giao thông vận tải. Viện trợ quân sự từ Trung Quốc đã được đưa ra đúng thời điểm. Ông Phi lưu ý việc Campuchia củng cố năng lực quân sự là quan trọng. Tuy nhiên, nước này cần liên tục cố gắng cân bằng các mối quan hệ song phương và các mục tiêu chính sách đối ngoại với các quốc gia khác bao gồm Mỹ, nhằm đa dạng hóa các đối tác chiến lược và kinh tế và để tránh bị coi là quá phụ thuộc hoặc chỉ phụ thuộc vào một cường quốc. Việt Nam lên tiếng việc Trung Quốc xây cáp ngầm ở Hoàng Sa. Thưa quý vị, tại cuộc họp báo thường kỳ ngày 11 tháng 6 về việc Trung Quốc xây cáp ngầm nối các thực thể nhân tạo ở quần đảo Hoàng Sa. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng cho biết, Việt Nam có đầy đủ bằng chứng lịch sử và cơ sở pháp lý để khẳng định chủ quyền của mình đối với quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa phù hợp với luật pháp quốc tế. Mọi hoạt động liên quan đến hai quần đảo này mà không có sự cho phép của Việt Nam là vi phạm chủ quyền của Việt Nam và vô giá trị. Các nước cần hành động có trách nhiệm, tránh làm phức tạp tình hình, đóng góp vào việc giữ gìn hòa bình, an ninh ở Biển Đông. Bà Lê Thị Thu Hằng khẳng định tại cuộc họp báo, phóng viên cũng đề nghị Bộ Ngoại giao bình luận về việc ngày 3 tháng 6, Mỹ có công hàm gửi cho Liên hợp quốc phản đối yêu sách chủ quyền của Trung Quốc tại Biển Đông, nêu tại công hàm CML trên 14/2019, nhưng không có bình luận về yêu cầu của Malaysia về thềm lục địa. Về vấn đề này, bà Lê Thị Thu Hằng nói, Việt Nam quan tâm đến việc thời gian vừa qua có nhiều quốc gia thành viên Liên hợp quốc đã lưu hành văn bản bày tỏ quan điểm về tình hình Biển Đông. Việc lưu hành tài liệu bày tỏ quan điểm là phương thức thường làm của các quốc gia thành viên Liên Hợp Quốc. Lập trường của Việt Nam về vấn đề Biển Đông bao gồm cả về chủ quyền, quyền chủ quyền và các quyền hợp pháp trên biển là rõ ràng nhất quán và đã được nói rõ nhiều lần. Một lần nữa xin khẳng định Việt Nam có đầy đủ bằng chứng lịch sử và cơ sở pháp lý khẳng định chủ quyền của mình với quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa cũng như quyền lợi hợp pháp đối với các vùng biển của Việt Nam được xác định phù hợp với UNCLOS năm 1982. Cộng đồng quốc tế cũng như Liên hợp quốc coi trọng việc các quốc gia thành viên Liên hợp quốc có quan điểm đề cao, thúc đẩy và tuân thủ luật pháp quốc tế, trong đó có UNCLOS 1982. Mỹ thực sự ra tay với các tàu dầu Iran tới Venezuela kết quả hết sức bất ngờ. Ông Mohsen Rezaei, một chỉ huy cấp cao của lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran IRGC tuyên bố việc hạm đội tàu dầu Iran tới Venezuela thành công là một cú đánh đẹp bất chấp đe dọa của Mỹ và đánh bại hoàn toàn âm mưu của Washington. Hãng thông tấn Iran Fan News dẫn tuyên bố của ông Rizai trong một bài phát biểu cách đây ít giờ tại một cuộc họp hội đồng lãnh đạo tối cao các tỉnh thành trên toàn quốc. Ông nói, hành động của Iran bao gồm cả tình anh em bền vững cũng như về kế cạnh kinh tế, bởi trước khi các tàu dầu của chúng ta tới được Venezuela, chúng ta đã nhận được tiến hành. Ông nói tiếp đây là một chiến thắng vĩ đại khi những tàu dầu của chúng ta đang ở giữa hành trình. Một số thế lực đã kêu gọi thủy thủ đoàn quay trở về và đe dọa chiến tranh có thể bùng nổ. Nhưng chính phủ đã điều động chiến đấu cơ thuộc IRGC bay quần trên đầu các tàu chiến Mỹ và họ buộc phải hiểu rằng chúng ta sẽ không để yên. Ông Rezai đã đưa ra một tiết lộ động trời rằng người Mỹ đã tìm cách hối lộ thuyền trưởng các tàu dầu của chúng ta một số tiền cực lớn để thuyết phục họ thay đổi lộ trình. Nhưng những lời đề nghị bẩn thỉu này đã bị từ chối thẳng thừng bởi các vị thuyền trưởng đăng kính. Và cuối cùng tất cả đã đến Venezuela an toàn. tăng Amata đã đánh chặn tên lửa Javelin. Thưa quý vị, theo China Military, xe tăng T-14 Amata của Nga đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ khi thử nghiệm tại Syria, đặc biệt là hệ thống phòng thủ. Việc Nga điều xe tăng Amata đến Syria để thử nghiệm và hoàn thiện khả năng chiến đấu và phòng thủ trong điều kiện khí hậu khắc nghiệt tại Syria đã thu được kết quả rất thuận lợi. Tờ Military cho biết, hệ thống hỏa lực đã chứng minh được sức mạnh khi thực hiện tấn công vào mục tiêu của phiến quân tại Eclipse trong khi đó, hệ thống phòng thủ điện tử đều đã chứng minh được độ tin cậy của mình. Theo nguồn tin này, trong thời gian ngắn xuất hiện tại Syria, hồi đầu 2020, cổ tăng thế hệ mới của Nga đã bị tấn công ít nhất hai lần bằng đòn đánh từ trên cao dội xuống của tên lửa chống tăng thế hệ mới. Tuy nhiên, những quả tên lửa này đã bị đánh chặn ở khoảng cách an toàn. Báo Trung Quốc cho biết, hầu hết những cổ tăng trên thế giới hiện nay đều không có khả năng đối phó với đòn tấn công kiểu như vậy. Không rõ phiến quân dùng vũ khí gì thực hiện đòn đánh, nhưng theo giới chuyên gia, với đòn đánh kiểu đột nốt này cho thấy, nhiều khả năng các tay súng phiến quân đã sử dụng tên lửa chống tăng Javelin do Mỹ sản xuất. Nhận định này được cho là có cơ sở khi tại thời điểm xuất hiện thông tin Nga điều tăng đến Syria, ít nhất hai đoàn xe quân sự của Mỹ mang theo hơn 500 tên lửa chống tăng và đạn xuyên giáp xuất phát từ Iraq, bí mật tiến đến tỉnh Al-Hasaka, trong đó có tên lửa Javelin và Tau. Nếu phiến quân tấn công Amata bằng Javelin, thì xe tăng thế hệ mới của Nga đã chứng minh khả năng đánh chặn hàng đầu của mình. Bởi tính đến thời điểm hiện tại, chưa một xe tăng nào được ghi nhận có thể thoát được đòn của Javelin một khi bị tên lửa này tấn công. Để có đòn đánh chặn mẫu mực đầy, tăng Amata được trang bị hệ thống bảo vệ chủ động Afghanistan có thể phá hủy các đầu đạn chống tăng hay làm chúng không hoạt động. Radar của Afghanistan gồm bốn anten mảng pha chủ động cảnh báo các đầu đạn đang bay về phía xe thiết bị gây nhiễu sẽ làm rối loạn quỹ đạo tên lửa tia laser và radar dẫn đường sẽ bị khóa do màn khói với cấu tạo như afghanistan đây là mối đe dọa cho cả một thế hệ súng chống tăng kể cả tổ hợp tên lửa Javelin của mỹ để xuyên thủng hệ thống phòng thủ tối tân của tăng amata mỹ và đồng minh nato cần phải cải thiện hệ thống tên lửa chống tăng Vấn đề với phương Tây còn nghiêm trọng hơn khi Nga khẳng định hệ thống Afghanist trên tăng Amata đủ sức vô hiệu được cả đạn pháo chống tăng dưới cỡ sử dụng thanh xuyên làm từ uranium nghèo APDS. Viện thiết kế công cụ KBP của Nga cho biết, để có đủ khả năng ngăn chặn đạn APDS, tổ hợp Afghanist được nâng cấp hệ thống đạn đánh chặn và máy tính trung tâm. Hệ thống này hoạt động dựa trên kết hợp tín hiệu từ hệ thống radar, mãn định pha chủ động, và các cảm biến hồng ngoại lắp đặt trên xe tăng T-14 Amata để phát hiện các loại đạn chống tăng bắn tới. Sau khi tính toán phân tử bắn, Afghanistan sẽ phóng các đạn đánh chặn sử dụng cơ cấu nổ lõm để vô hiệu hóa mục tiêu trước khi nó kịp tấn công xe tăng. Dù báo Trung Quốc đưa khá chi tiết về sự thành công trong lần xuất hiện của Amata tại Syria và khả năng phòng vệ của cổ tăng này, nhưng Nga chưa có xác nhận nào về tình huống Amata đối phó với cuộc tấn công từ tên lửa, được cho là Javelin.